chào các bạn nhé. Chào các bạn quay trở lại video của em. Mấy con lợn này so với lúc thời điểm bắt đầu thì có vẻ là xuống cân rồi các bạn nhỉ. Và nhìn cảm giác nó vẫn là khỏe khoắn và lanh lẹ hơn. Mấy con này thì nó vẫn còn sợ con lợn. Sợ con lợn các bạn. Đây thì nó ăn ngủ nghỉ tại đây luôn này các bạn. Cái con này lợn trong tiếng Anh là cái gì nhỉ? Pink. Mấy con lợn mình nhìn nó chiến đấu đây. Như lợn rừng đây. Cả một cái chuối mà nó quật đổ ra này. Đấy, nếu mà lợn rừng nguyên chất là như thế này này. Đấy. Bạn nhìn thấy cái gốc cây này, gốc chuối đây. Dài nó vặn đổ luôn. Tiger hổ các bạn ạ. Đấy, và đi theo là cũng có em Pender. Bạn này thì tên là Đơ các bạn. Bạn này tên là Đơ, còn một bạn Pen là đi sau. Đấy, bạn đang đến gần này, bạn này tên là Mick. Ra đây. Bọn này đi thì đỡ buồn các bạn ạ. Bọn này đi rất là vui, rất là hài luôn.
nó nghịch, rồi bắt chim, rồi bắt sóc, đủ trò luôn. Lâu đấy nhỉ, mà con mãi chưa thấy đâu. Giờ phải trích dê một đoạn, một lúc nữa là đi về rồi các bạn ạ. Đây. Mỗi buổi chiều thong dong thong dong. Các bạn thích kiểu vừa di chuyển vừa bình luận kiểu loại hay hơn, hay là các bạn thích quay dê nhiều hơn đấy các bạn? Các bạn hãy để lại cho mình comment nhé.
mình sẽ theo số đông thôi, theo số đông các bạn. Hoặc là hoặc là tùy hứng các bạn nhé. Còn hôm nào mình chia sẻ cụ thể những cái nào cần thiết thì mình sẽ nói nhiều hơn. Còn hôm nào mình chỉ đi quay dê, quay những buổi chiều thả thong dong chin chin cùng với các bạn này thì mình sẽ chỉ quay dê thôi nhé. Tầm giờ này đáng nghĩa là nó phải trèo ăn ở đây rất là đông thì đúng chứ, bởi vì số lượng bên dưới thì cũng thấy ít mà. Thì âm ầm ở trên này các bạn ạ. Mùa này chim chóc rồi sóc rất là nhiều. Đấy, chia sẻ với các bạn là như vậy. Nhưng mà cái khu mà mình quản lý này thì mình sẽ quán triệt luôn là không có súng ống hoặc là cái gì vào đây hết đâu các bạn ạ. Đấy, phải quản lý phải triệt để luôn, không mình làm bậy làm bạ được. Con dê này rất là thích leo trèo ăn những cái dây cuốn, dây đậu ở đây. Trời hôm nay thì cũng rất là mát mẻ, đẹp. Trời rất là đẹp. Nhưng mà cũng cần 1-2 cân mưa các bạn ạ. Còn hanh khô nhiều quá thì mọi thứ cũng không thể tồn tại được. Lâu thì có cơn mưa rào. Đấy, mưa 1-2 tiếng. Khô quá thì mọi thứ rất là khó. Khó để mà cùng sinh tồn. Cây cỏ chết hết, dê thì không có cái gì thức ăn cả. Trời đẹp không ạ? Trời rất là đẹp nhỉ. Rồi, em xuống video ở đây nha. Hẹn các bác ở video tiếp theo.